Như vậy là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Sài Gòn đã được bắt đầu trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong hiệp 1 này thì câu lạc bộ Sài Gòn bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của quý vị với rất nhiều những bản hợp đồng chất lượng. Nhưng đây là tình huống tấn công của câu lạc bộ Sài Gòn. Cơ hội! Một quả phạt góc cho các cầu thủ đội khách. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha xử lý này. Tình huống đột phá của số 9 Gustavo. Xử lý khá tốt. Không có lỗi. Dứt điểm từ xa. Khá nguy hiểm. Pha dứt điểm bóng đi sệt. Và suýt chút nữa có thể tạo ra được bất ngờ của các cầu thủ Sài Gòn. Đó là pha dứt điểm của Nam Anh. Lực đi khá tốt. Cộng với điều kiện sân trơn, bóng ướt đã khiến cho thủ thành Thế Tài phải trổ tài. Điều chuyện. Khá nguy hiểm. Cơ hội. Tốc độ của Gustavo thật sự là một thứ vũ khí lợi hại. Cơ hội. Không vào. Đó là pha dứt điểm của Felipe Silva Vieira. Gustavo Santos đã làm tất cả những việc gì khó nhất. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Felipe Silva lại không trúng đích. Hồ Khắc Ngọc. Ngay ở những phút đầu của hiệp thi đấu thứ hai. Một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra cho Huỳnh Tấn Tài. Một quyết định rất dứt khoát của trọng tài Viết Xuân. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Không thể thay đổi được. Không thể thay đổi được. Phạt đền thay đổi được quá nặng không? Quyết định của trọng tài Viết Xuân đã được đưa ra. Một chiếc thẻ đỏ. Tình huống phạm lỗi của Huỳnh Tấn Tài. Nhưng chúng ta một lần nữa được thấy sự ăn ý của Giovane và Pedro Paulo được thể hiện trong pha bóng này. Một pha tỉa bóng của Giovane đặt Pedro Paulo vào tư thế đối mặt. Và Huỳnh Tấn Tài đã có một tình huống phạm lỗi từ phía sau. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho đội trưởng bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Và Viettel đứng trước cơ hội để có được bàn mở tỷ số. Pedro Paulo đang đứng trước cơ hội để mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Pedro Paulo và Hoài Anh. Cơ hội để Pedro Paulo có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Pedro Paulo. 1-0 cho câu lạc bộ Viettel. Rất chính xác. Bàn thắng đã được mở ở phút thứ 68. Một pha phối hợp ăn ý của Giovane và Pedro Paulo. Và Pedro Paulo đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấp phạt đền. Pedro Paulo đã mở điểm cho đội chủ nhà. Một pha dứt điểm rất lạnh lùng, cực kỳ chính xác. Bóng đi sệt. Thủ thành bên phía câu lạc bộ Sài Gòn Hoài Anh đã đổ đúng hướng nhưng không thể cứu thua cho các cầu thủ đội khách. Mùi Duy Thường.
không có lỗi việt vị. Giovane vẫn là Giovane. 2 bàn thắng cho Giovane ở mùa giải năm nay. Và màn ăn mừng rất thú vị của bộ đôi tiền đạo bên phía câu lạc bộ Viettel. Lại một lần nữa Giovane ghi bàn ở những phút cuối trong trận đấu với Topelec Bình Định, thì Giovane cũng đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho câu lạc bộ Viettel ở những phút thi đấu cuối cùng. Và ngày hôm nay cầu thủ mang áo số 94 cũng đã có bàn thắng ấn định tỷ số, có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Thủ thành Hoài Anh đã cản được pha dứt điểm đầu tiên, nhưng trong tình huống đá bồi thì Giovane đã không gặp một chút khó khăn nào, nâng tỷ số lên 2-0. Hy vọng có điểm gần như đã chấm dứt với câu lạc bộ Sài Gòn. Vieira không thành công. Lại là Giovane. Giovane một pha sụp bóng nhưng hơi nhẹ, vẫn là các cầu thủ Viettel. Giovane dứt điểm, không vào.